Một thế bài ở khu vực góc 12 giờ dành cho game thủ chim sẻ nắng. Để cho mình phóng to, phóng lấy cả hai màn hình đã. Rồi ok. Thắng 4-2 có quà cho anh em nhé. Ok anh Giai ơi. Trận vừa rồi thắng cái anh Giai. Anh Giai quên à? Ai bình luận chứa Hải Mario thì bỏ đi. Bỏ đi á. Thế nào bỏ anh ấy. Bỏ vào mồm. Đây là quả đầu 7 cây dành cho đủ chim sẻ. Sư tử đã xúc mất một con hiêu ở đây rồi. Quả đầu 7. Chúng ta sẽ đến với màn máy của rapper. Bạn tôi ngày hôm nay ra sân với một bài đánh theo kiểu thịt voi hiêu trước. Và đang lùa mấy con hiêu về gần hết nhân đôi. 2-2 chúng ta sẽ đánh Mapu anh em nhá. Đây là đầu nhân đôi dành cho game thủ Xuân Thứ ở trong trận đấu này. Với bài đấu của mình. Và bạn tôi đang xử lý bầy hiêu. Một bầy hiêu 6-7 con dành cho rapper Xuân Thứ. Chậm dân rồi, nhìn này nó biết chậm dân rồi. Sẽ chậm dân rồi rapper. Do là bầy hiêu ở hơi xa. Chậm khá lâu đấy. Gần 10 giây. Đấy thì chủ Xuân Thứ. Và đây là máy của chủ chim sẻ. Thứ lại chậm dân ở thiệt đầu. Yêu đầu 4 con để đưa về. Dừng là dừng thông. Đẹp mắt ở trận đấu này. Thường thì Xuân Thứ hay có những bài đấu kiểu ép ít dân lên sớm dâng nga. Bắn chiêu chiêu. Sẽ gặp Xuân Thứ nhưng mà không thể nào mất dân được rồi. Thêm vòng nữa đi dò và lùa mấy con hiêu này về thôi. Đây là bầy hiêu đầu đến từ game thủ chim sẻ. Một bầy hiêu 4. Và bắt đầu giải quyết mấy con hiêu của mình. Có quả phụ luôn dành cho game thủ chim sẻ nhà. Rồi bầy hiêu đưa về. Lắc lư à. Đừng đùa với những thằng tên Thứ. Ok anh Dương Thứ ơi. Nãy thắng trước phút anh vừa em ơi. À không anh. Em không nhớ nãy thắng trước phút bao nhiêu. Để em tua lại nhá. Vừa nãy thắng ở trước phút thứ không phải, chắc phải sang phút hai mấy đấy anh ạ. Nhưng mà kèo thắng trước phút 20 khó ấy. Quên đấy. Đây là em đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Bài đang có một hiêu, một mỏ quả. Ba sư tử quanh nhà không chết được dân nào rồi. Thiếu một đồ nữa anh em ơi. Cố tìm mỏ quả nữa vậy. Hay là có thêm đôi voi nữa thì cũng rất là ok luôn. Bài này chắc đánh ở nhà anh em nhá. Nhìn thấy bài nó cũng có mấy cái rừng quấn quanh đây rồi. Bài này chúng ta có thể đánh ở nhà được. Dành cho đủ chim sẻ. Đây là máy của rapper. Rapper đang có một mỏ quả đầu hơi xấu một chút. Có thêm một con voi nữa. Như vậy là hai voi hiêu đầu dành cho rapper Xuân Thứ. Cũng thiếu một đồ. À đây rồi. Mặc bêu nhá. Cũng đánh nhà chứ bạn. Mà này đánh nhà rồi. Đây là máy của đủ chim sẻ. Sẻ đã giải quyết đôi sư tử và khai thác một quả mình đây rồi. Chấm ke nữa. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trong trận đấu này, em tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà xưởng, nhà hàng các bạn đang rất ấm ức. Các bạn tốn diện tích để lắp các thiết bị làm mát gây vướng khi thao tác. Thì System Fan là một đơn vị chuyên cung cấp dòng quạt trần công nghiệp sải cây lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ, nam châm vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong không gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn. Tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành trở lại tốt nhất thị trường. Anh em có thể liên hệ ngay qua số điện thoại hotline 08853 18556 hoặc truy cập website systemfan.vn để báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại thì nhà chợ System Fan tôi đang có chương trình tặng mát giảm giá 5% cho khách hàng mua qua các kênh sóng của Chim Sẻ Nắng. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là quay trở lại với trận đấu này thì sẽ là một bài đấu đang có hiêu đầu hai quả phụ và sẽ là bài đánh chắc nhà, cả anh thủ chúng ta sẽ đánh chắc nhà thôi. Theo anh em trận đầu này có thắng được không ạ? Hải dớ hơn A qua thứ 1 tuổi mà xưng ngang nhau à? Quen rồi anh. Đây là BB. Thế hóa ra là... Nhầm à? À, cơ cấu đóng điều kiện thôi, đây là BA, đây là BM. Yeah. Bài 26 dân cộng 1, kích 110. Anh ơi, chủ chim sẻ, bây giờ bắt đầu vào tay em lời chuẩn hơn đấy. 10-09. Đói quá anh em ạ. Ok, đã like còn quảng cáo cái ma mê may
Lào mèo nào. Rồi, xấu hổ với người Thiên Hải. Đáng tiếc. Lê Thanh Hải. Quýt. Thêm trước nhà bé nữa để có thể khá là gỗ dành cho đủ chim sẻ. Và ta cùng xem cái này sẽ giữa đầu game thủ nào với phía các bạn. Đáng cường cống ra ruộng rồi. Bên kia màu 3 để sớm nhất bản đồ. 25 dân thì rapper. Trận này thua trận sau thắng Hải nhé. Nhầm anh này. Thắng luôn từ trận này cho anh hiểu vấn đề này. À đúng rồi, anh em để lại số điện thoại nào. Anh em nào muốn liên hệ hợp tác quảng cáo trên các livestream của game thủ chim sẻ nắng thì anh em có thể để lại số điện thoại. Sáng mai em lên công ty em gọi điện anh em test tài luôn. Rất mong được kết hợp cùng anh em. Bây giờ anh em thấy Hải Maru giới thiệu sản phẩm anh em trên livestream chim sẻ này. Đông anh em xem biết đến sản phẩm anh em rất là tuyệt vời luôn. Anh em nào muốn liên hệ hợp tác quảng cáo trên các livestream của game thủ chim sẻ nắng thì có thể để lại số điện thoại. Ngay ngày mai thì em sẽ gọi điện nói chuyện với anh em luôn. Chào anh Vĩ Anh Linh nhá, chào anh Nguyễn Tuấn Em. Đáng cơ ông ra ruộng tăng A. Bà này thì vẫn 5A quen thuộc thôi. Không như ai đó 4A quen thuộc ấy mà, mệt lắm. Thằng sẻ dãn cơ bản ra vẫn dãn mà, anh thắng keo solo rồi thì... 5 lên đời muộn đấy, hay, sao nó 29 dân rồi. À, cố tình đánh 4A để nâng gỗ 2 sớm. Cay ghê. Chào anh Nguyễn Niên nhá. Quảng cáo nó nặng phí không bình luận viên à. Tùy vào ngân sách quảng cáo của anh em thì em sẽ đưa ra những gói phù hợp để cho anh em có thể lựa chọn làm sao để hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Rồi, như vậy là đối thủ đầu tiên của anh em sẽ có lắm con xin được. Ok anh Tuệ Lâm ơi. Rồi các bạn đánh ở nhà hết thôi. Bắt đầu đẩy cooler đi. Và cái này sẽ đối đầu với ai đây, hy vọng sơ luyến luôn. Chưa thế solo đẹp nhất. Tân thứ hai. Tân đầu đẩy đi tân hai đối thủ. Tân ở quả phụ đứng chơi rồi. Có 7 cái kia, đúng là Tiểu Lâm luôn. Và đây là màu 5, sơ luyến và sẽ bắt đầu có tình huống vẩy e để ăn dần đối phương. Hải ơi, thỉnh thoảng nó bị cay ghê anh chị hướng à. Anh ơi, từ ngữ nó rất là biểu cảm, nó rất là cảm xúc như vậy. Mà anh Giai lại bảo là dị ứng, cay ghê. 50 đến thủ chim sẻ rồi, đang đấu quân sơ luyến và mất một QG ở trong tơn đấu quân vừa rồi do chỉ đi tơn đầu thôi, còn sơ luyến chủ động đánh thủ luôn. Vì bài đấu hay sơ luyến lên muộn. Nhưng mà vào những cái kèo 22 như thế này, vào những kèo đánh team như thế này, sơ luyến sóc dân rất là bướng anh em nhá. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trận đấu sơ luyến sóc dân bướng rồi. Sẻ đã tăng nhà BA thứ 5, đây là máy của rapper, không biết là chịu được trước Tiểu Lâm hay không. Tham Lai 54, cân tươi, tăng BA thứ 5 đây rồi. Cả hai đều 4A và gỗ 2 để có thể tăng BA thứ 5 về sau. Tham Lai là 60 đến từ rapper Xuân Thứ đang bỏ 2 lớp và bắt đầu đào vàng. Bên này thì game thủ chim sẻ vẫn chưa có tình huống đối quân và lại tiếp tục ăn dân đối phương. Cẩn thận màu 7 tàn, sẻ đang ăn được một hỏa gỗ game thủ sơ luyến đây rồi. Đây là cung đờ sơ luyến, như vậy anh ấy không đi quân mà anh ấy quyết định kéo về thủ luôn. Chủ động đánh thủ đến từ rap à, đến từ cái thủ sơ luyến anh em ạ. Đây một bảy đang dình dình tạt rồi bắt quân giữa nhà rồi, tân này chắc chắn sẽ có rồi. Bạn lên lên bảy các bạn ơi, bảy đưa quân về 4 giờ rồi. Đây nhà rồi bạn đây, chạy vào sâu bên trong và bó bế mặt giữa nhà đây, sẽ đi qua cả BA đối phương và lót nhà của Tiểu Lâm. Ok luôn, sau khi bắt được tân quân này của game thủ chim sẻ liệu sơ luyến có lên hay không thì hãy cùng chờ. Nó tăng luôn nhà BA thứ 6 đây rồi. Sẻ đang gọi quân thứ lên nhà bộ 7 và tiếp tục đẩy một tân quân nữa vào nhà sơ luyến. Bắn bỏ gỗ bên phía đối phương. Đó, đẩy 7 đi 7, kéo hết quân bên trong bạn này. Vẫn đang chạy vòng tròn quanh nhà Tiểu Lâm dành cho chim sẻ nháng. Rất khó chịu những cung rờ này. Và bắn cả mỏ gỗ của sơ luyến nữa. Tham Lai là 72 đấy, thủ chim sẻ BA thứ 6 thế đây rồi. Vâng, rất nhiều dân sơ luyến đang phải nằm xuống và sẻ vẫn đang giữ cung rờ bên trong nhà Tiểu Lâm. Khó chịu chưa? Anh Nguyễn đang co vào bên trong để có thể thủ lại tân này của chim sẻ. Ok, bạn cứ ô bà đi, đang móc bên trong đây rồi. Và vẫn cứ chạy vòng tròn với còn 3 cung R nữa thì khó chịu thế nhờ. Và như vậy sau đấy quyết định là ôm thẳng BA của game thủ chim sẻ một cách cực kỳ bất ngờ. Một pha đi quân phải nói là vô cùng hổ báo dành cho Luyến Công Tử. Trong trận đấu đầu tiên kèo 22 và sẻ sẽ phải chạy ruộng của mình thôi. Mất dần BC tình thế và đang dẫn quân về. Nếu có thể đỡ lại tuần này. Tham Lai là 71 dành cho game thủ chim sẻ, sơ luyến đi sâu quân bên trong hơn và sẽ là dân quân về bắt quân sơ luyến luôn. Tuần tiếp theo sơ luyến đẩy vào vòng 5 vòng 2 nhìn quá giống nhau, đề nghị trận sau anh em phải đổi màu. Không
để màu quần như này được. Không biết là quần của ai với quần của ai cả. Rất khó nhìn đúng không anh em? Và pha 7E đến từ cái chim sẻ đã bắt quần đối phương. Trong cái đó đây là máy của rapper Xuân Tướng đang muốn tạt chim sẻ, sẻ đang bị Sơn Lên đánh khá đau. Đây là máy của cái thủ Sơn Lên, à, thủ Xuân Tướng đang định tạt nhưng M7 lại đi quân lên nên Tứ sẽ không tạt được nữa. Và sẽ phải đứng quân để đấu quân với người M7 các bạn. Với tham gia tạm thử mình BA tiếp theo thì rapper rất nhiều nhà BA đây rồi. Và đây là máy của thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham gia 55 sau thì cũng đỡ nhà mình vẫn đang giữ được ruộng, vẫn đang giữ được dân ăn gỗ. Vẫn đang bắt được quân của Sơn Luyến. Và đã xin Xuân Tứ tân gỗ. Này yêu chim sẻ phải xong thêm tân quân nữa. Ok lại đều. Tham cân. Quân của Sơn Luyến đứng ngay bên trước cửa nhà chim sẻ đây rồi. Khi mà Xuân Tứ đã phát hiện ra 63 đây rồi. Soi tham dân một tân không? Và đây là máy của rapper Xuân Tứ. Xem em kín rồi. Một 102 dành cho rapper Xuân Tứ rồi. Đang bắt quân ở mặt giữa anh nhà. Kìa gặp kìa. Rồi bạn đưa quân lên nhà Xuân Tứ rồi. Em về E phải hùng gì không? Thế đánh solo. Và Xuân Tứ đang giật quân về, lùi quân ra sau BA. Đây. Quân Xuân Tứ đang kéo về đây rồi. Và tham lai là số 110 dành cho game thủ Xuân Tứ. Khi mà M7 Tiểu Lâm đang lao vào nhà của game thủ Xuân Tứ. Tứ đang bắt quân tiếp viện đội bạn và giật quân về nhà BA. Một tên tràn hà rất đông quân dành cho game thủ Tiểu Lâm. Đó là do Xuân Tứ chưa kéo hết quân về. Và tên này kéo quân về chúng ta vẫn hoàn toàn có thể có những tình huống bắt quân của đối phương. Và sau đó ốp ngược nhà đội bạn chẳng hạn. Và tham lai là 107 đến game thủ Xuân Tứ. Bên này sẽ đang đối đầu với Sơn Luyến với tham lai là 91 thôi. Và tiếp tục tăng hà dành cho game thủ chim sẻ. BA tiếp theo. Tôi quay trở lại với máy của game thủ Xuân Tứ. Bắt quân của Tiểu Lâm ở tình huống này. Phá hết toàn bộ thân quân đi công của Tiểu Lâm. Tứ cần phải chú ý giữ dân nữa. Đây, dụng chính đã bị chơi vào. Bắt được rất nhiều quân của đối phương. Nhưng cần phải triệt để ở tình huống này. Mặt này bạn sẽ mất bây giờ. Ta phải e đến Xuân Tứ không thành công. Và Tiểu Lâm có thể thoát được một tên cung lửa ở đây. Ở giữa nhà sắp em đổ một tên nhá. Bắt được nhiều quân Tiểu Lâm rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Sẻ bên này đang đấu quân với game thủ Sơ Luyến. Vâng, đang có tuần đi vòng và bắn vào giữa ruộng chính của Sơn Luyến thôi. Pha đi quân này đau thế nhở. Dẫn bên ngoài, tân quân bên ngoài cánh rừng. Rồi, đang đấu quân với Sơn Luyến đây rồi. Thế solo, sẻ solo Sơn Luyến và Xuân Tứ solo Tiểu Lâm. Chút thời gian nữa thôi thì mình nghĩ là sẻ vẫn sẽ khỏe hơn Sơn Luyến. Tân to đang dồn lên đây rồi. Áp lực ở giữa nhà các bạn khá là khó chịu đến từ cái thủ chim sẻ. Tạm lại 1 lít ở từ bài đấu này. Còn đến nơi kìa, đến nhà kìa. Mấy con tầm gần 10 con rồi. Một tên ở nhà nở ra đỡ thoải mái. Và đội bạn không dám lao vào luôn. Đây là cung đường Sơn Luyến. Anh ấy cũng đang muốn tràn quân ra bên ngoài. Đó là đi lỗi. Và tham lai chim sẻ là 1 lít rồi. Đây là cung đường Sơn Luyến đấu luôn. Đấu cả hai mặt trận này với chủ chim sẻ. Trời hết. Tiểu Lâm lại quay lại nhà bạn nhá. Ok bạn này. Tham 101 đến từ game thủ chim sẻ rồi. Và đang rất căng với thế solo ở cả hai cánh. Sẻ solo Sơn Luyến và Xuân Tứ solo với Tiểu Lâm. Tân tạt nó không đem lại nhiều hiệu quả trong pha đấu quân vừa rồi. Còn sẻ lại đi một tân đau nữa vào nhà Sơn Luyến. Nên coi khe này lại anh em ạ. Sẻ cứ đẩy quân giữa và đổ vào những khe đó thôi. Đây, lại vào giữa đường chính Sơn Luyến ngồi phát nữa. Mặt này đấu quân Sơn Luyến không thế gian quân. Chắc chắn là chúng ta sẽ đấu quân lợi ở trong mặt trận bên này rồi. Và nhà Sơn Luyến lại bị chơi thì sẻ chán á luôn. Đấy, đây, ui giời ơi, ca cú ơi, vợ, anh Luyến ơi, nhà kia anh Luyến ơi, cháy nhà rồi anh Luyến ơi, rồi, ôi, dân này cũng chết kìa, quá nhiều dân của Sơn Luyến phải nằm xuống ở trong tình huống vừa rồi, và tạm lại chim sẻ vẫn đang ở số là 97, cánh kia chỉ cần Xuân Tứ cân màu 7 rồi, nhưng Xuân Tứ có vẻ là vẫn cần thoải mái được màu 7 anh em ạ, thậm chí còn có chiều hướng nó nhỉnh hơn. So với Tiểu Lâm có lẽ là chúng ta sẽ có chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này. Luyến đã hết ruộng rồi. Thắng đấy anh em ạ. Cứu kiểu gì. Bảo cả hai thằng ra đây và tỷ số là 1-0 dành cho một đôi chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ở kèo 22. Quá ok đúng không ạ? 1-0 dành cho chim sẻ nắng và game thủ Xuân Thứ trong kèo 22 cùng được xem. Chúng ta cũng chờ đợi với trận đấu thứ hai ngay sau đây rồi. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi. Các cú ơi. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát, gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả.
System Fan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp xả cánh lớn được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, chỉ với một chiếc quạt trần xả cánh lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 mét vuông. Quạt có lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, công suất chỉ từ 370W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. System Fan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam, liên hệ ngay qua số hotline 0888318886. Ok anh em ơi, và ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. 1-0 nhà bộ đôi chim sẻ nắng và rapper Xuân Thứ thôi. Tất nhiên là sẽ đổi màu ở trong trận đấu này rồi, anh em yên tâm đấy. Phải đổi chứ. Em chào anh Đào Văn Hiến nhá, chào anh em. Làm trận thắng nào anh em ơi. Tháng này công thắng của tôi được có hơn 2 củ, ít quá. Yes. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo thôi. Số đến xong dân bựa lắm. Quân bạn ơi, bạn đừng gian đùm nữa. Em yes. Không anh Long Bảo ơi. Bạn sẽ đến với trận đấu này. Như vậy là vẫn là màu 2 cũng đổi màu à. Cay ghê. Đâu? Đây, sẽ đến đổi màu 8. Ok. Được. Gỗ đầu gần. Chào bạn Nguyễn Như Anh nhá. Tìm cánh rừng nào. Là nhầm, tìm quả đầu. Chết dở, rừng nhiều quá. Hai cánh rừng đây. Đây quả đầu đây rồi. 1, 3, 5, 6 cây. Không hiểu, không voi. Và BG. Đây sẽ là BG đấy, viên thủ chim sẻ. Zapper. Yêu đầu đưa về. Nhưng mà yêu sự thứ kiểu chết nó cứ muộn muộn nhỉ. Đây là S đầu. Ok bạn. Hai hiểu về. Đã có dân bổ thịt đây rồi. Bạn đừng có lầm bẩm đấy. Sắp tới bạn có game thủ trẻ nào không? Rồi để tôi đưa một thằng trẻ cho bạn đào tạo nhá. Rồi như vậy là mấy yêu đã được đưa về đến từ rapper Xuân Thứ. Sắp tới sẽ có một vài chương trình nữa để bật mí với anh em, nhưng hiện tại thì chưa tiện bật mí, nhưng mà sắp tới sẽ có. Anh làm game thủ đúng không? Phải anh thì quá chính xác để làm game thủ anh ạ. Anh làm game thủ thì ai chịu được anh nữa. Anh người chơi hệ chỉ thủ rồi. Anh với anh Quyết thì làm game thủ cùng sới với em, hợp lý luôn. Vẫn yêu là đưa về dành cho game thủ Xuân Thứ trong trận đấu này. Một bài đánh theo kiểu thì có yêu trước, quả đậu cũng chỉ có 6 cây thôi. Ê! Mày quá. Cái giáo nó bị cong anh em ạ. Không cắm được ông con hiểu vì cũng vừa rồi. Quả 7 này. BG luôn. Làm cái E nữa. Con hiểu cuối cùng cho bài yêu đầu đưa về. Bài vẫn đang đi tìm thêm quả phụ và voi dành cho rapper Xuân Thứ. Em chào anh Cường Phạm Tư nhá. Đây là máy bên thủ chim sẻ. Quả đầu đang khai thác đây rồi. S đầu thiết kế rồi. Thế bài chống trơn. Trắng hếu. Và thường thì những tình huống mà gặp phải những bài đấu nó lại còn trắng như thế này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu anh em về nhà chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Nhà xưởng, nhà hàng các bạn đang rất nóng bức, các bạn tốn diện tích để lắp các thiết bị làm mát gây vướng khi thao tác, thì System Fan là một đơn vị chuyên cung cấp dòng quạt trần công nghiệp xả cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong không gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành thì lại tốt nhất thị trường. Anh em có thể liên hệ ngay qua số điện thoại hotline 0883 1886 hoặc truy cập website systemfan.vn để báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại đang có chương trình tặng mãi giảm giá 5% cho anh em mua hàng qua kênh sóng của chim sẻ nắng. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, giải quyết đôi sư tử này đã. Có thêm con voi. Làm tí quà quê. Vâng, như vậy Xuân Thứ báo về đầu cánh của sẻ khả năng xa. Chắc là đầu cánh Xuân Thứ gần. Sẻ phải đánh nhiều dân ở trận đấu này. Màu 8 sâu luyến là bài đánh ít dân. À thế à. Rồi voi đưa về rồi, chắc nó chậm dân các bạn.
Ý là nó chậm dân chẳng hạn. Các bạn này có 24 dân rồi à? À, bạn hơi bị đầu gấu đấy nha. 24 dân đến rapper Xuân Thứ anh em ạ. Đấy, cùng xem Xuân Thứ sẽ đối đầu với ai đây. 6 giờ không người đâu trẻ ơi. Rồi, thế bạn đánh nhà đi, nó có gần nhà bạn lắm đây rồi. Ok, ok. Gom dân chửi đóng ra điều kiện cho rapper Xuân Thứ. Đây sẽ BM cạnh BB rồi. BA đóng trên kia rồi. Rồi BM cộng một dân BA. Nét. Rồi như vậy là 9 phút 27. Với bài 24 dân cộng 1 tới từ game thủ Xuân Thứ. Ghê mấy nhờ. Hẹt đấy. Đang chặt gỗ thêm chiếc BS nữa để chặt gỗ đây, bắt đầu của quần ruộng. Cái gì cơ? Nó là mắc bêu đúng không ạ? 8 sơ luyến lên muộn. Đây rồi. Tận 4 giờ cơ. Xa đây này, chắc là nó nick bạn luôn đấy bạn này. Xem có ông nào đi dò rộng dơ ngang không nhá. Bộ 7 tiểu lâm chỉ dò 7% rồi. 10% thì chắc là không dâng rồi, đánh nhà hết rồi. Bắt đầu tăng A đến từ game thủ Xuân Thứ rồi. Và màu 8 ở cánh của chim sẻ đó là sơ luyến. Nhưng mà nhà sơ luyến các bạn nhìn thấy nó rất là xa. Nên mình nghĩ là tân đầu của sẻ khả năng là phải đứng lệch lệch bên này, tạt cánh này luôn chẳng hạn. Bởi vì quãng đường từ nhà BA của chim sẻ đến nhà của tiểu lâm nó còn gần hơn so với việc sang nhà sơ luyến ấy. Nên là tạt luôn tân đầu mình nghĩ ok. 10% đến sơ luyến. Và Xuân Thứ đang nghĩ rằng sơ luyến dâng A. Mai kéo giếng ngoài ơi, mai thì sẽ tham gia chương trình leo tháp Survivor Code anh em ạ. Vâng, làm tí qua quê nữa thì rapper bài 24 dân cộng 1 và đánh 5 ma. Mà này Mai Văn Tài đấy à? Thiếu đấy. Giờ đóng cái BS nữa là không được rồi. Không đóng BS nữa được. Vẫn thiếu tí. Rồi đủ rồi. 5 ma tân đầu. Thêm dân ăn gỗ thôi. Sau đợi gỗ lòng cũng cái BS nữa, khai thác 7 hiệu là quá tuyệt vời. Kè. Tân 2 chắc chắn là sẽ lỗi đến Xuân Thứ rồi. Cái này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà ta phải đóng thêm một chiếc BS 120 gỗ nữa. Đúng không ạ? Lên. Cái này hóa ra là tân đầu cụ sóc 4A còn lỗi này. Yeah, là quần. Cày ghê. Bạn múa vừa thôi. Thành ra tân đầu có mỗi 4 con. Đây rồi, 7 đây rồi. Các bạn bắt đầu ra tân đầu làm một dân để té. Làm một dân chắc chắn lợi thế rồi. Đi sang nhà 7 khó đấy, bởi có rừng có vực ở giữa map đấy. Phải đi ra giữa đây tí đấy. Uống bia, về uống bia Hải ơi, thắng rồi bình luận gì nữa. Ok anh ơi. Xong kèo đấy, còn 3 trận nữa xong rồi. Anh ra bình tĩnh, kèo này thắng 4-0 được chưa? Em trai quyết trọng cho chào anh em. Rồi như vậy là Xuân Thứ bắt đầu đấu BA với người cầm 1-5. Nhưng mà giờ đội bạn đang có dốc rất là cao. Xuân Thứ mất một cung R rồi, sẽ ăn cung R nào đội bạn. Tiếp tục điều R của đối phương. Điều R này hơi khó đấy rapper. 2-0 dành cho Tiểu Lâm. Nhưng sẻ đang là người bắn ở bên trong. Đấy. Đây mới là vấn đề này, giả vờ đấu thua thôi. Anh trai mất dân. Em chào anh trai thức quý tộc nhá. Giờ này anh hơi bị sao nhãng rồi đấy ạ. Anh này hơi ít xem rồi đấy ạ. Bạn đấu liên tục bạn này là bay ruộng đấy. Không cần mình vẫn đâu để sẻ tự diễn á. Dạ không được anh, sao là thế được. Đang phục vụ anh em đấy. Và đang cố gắng giữ tân quân này dành cho thủ chim sẻ và ta thêm tân to nữa sang nhà đội bạn. Sang nhà Tiểu Lâm. Tránh khủng lên nha chào anh em. Thêm vài chiếc ruộng nữa dành cho game thủ chim sẻ nắng và tiếp tục tạt vào sau mông nhà Tiểu Lâm để bắn anh em ạ. Cho nó chíu khọ. Móc từ sau này móc vào thì không khác gì là kiểu người ta bảo là bị nhọt đít đấy anh em. Còn đường gỗ 2.
Đây, dần rồi bạn ơi, tôi sẽ bắn khoai ruộng lẻ bên ngoài. Bóng 8 bắt đầu bắn nửa mặt cửa này nha. 87E đến với vụ chim sẻ. Sau đấy vẫn chưa lao vào được, còn Tiểu Lâm lại bị bắn rồi. Lên Tiểu Lâm bạn này. Đang bắn giữa ruộng chính này. Còn bay ruộng đấy. Ok bạn ơi. Sau đấy lao sang chim sẻ nhưng không đem lại nhiều hiệu quả và Tiểu Lâm nó muốn bắt. Cẩn thận bị về E. Nó kéo hết một quân bên trong rồi nhá. Ok, bạn tràn hẳn đến BA ấy. Còn nó đẹp dai. Tham lai là 61 đến từ cái thủ chim sẻ. Sau luyến lao vào mặt nhà BA cái thủ chim sẻ nóng và Tiểu Lâm bắt đầu phải chạy nha. Chắc chắn là đi rồi. Nhìn Tiểu Lâm này chắc chắn đi rồi. Làm gì còn lực nữa đâu bạn. Rồi làm thêm 2 dân nữa lại chạy tên này sang nhà sơ luyến. Thế thôi. Game là dễ, không nào khó được cả. Ok bạn ơi. Và tham lai chim sẻ đa số là 65. Đang 8 sang đây rồi. 7 nó giật về 3 giờ sang gây kiếm một tên bạn ơi. Ok sang đây. Không, nó đang bắt được 3 giờ, nó bắt được trong 3 giờ, bắt sẻ 3 giờ. Bắn sang đây đi. Mà tôi nghĩ là thôi, khỏi cần sang đâu, sẻ vẫn đỡ được. Thế hôm nay ủy thủ Xuân Thứ. Xuân Thứ ở bên này đang có tham lai là 69 và đã đến nhà chim sẻ đang đây rồi. Em trai Nguyễn Đức Trà nhá, trai anh em. Rồi, đốt về A17 luôn. Nó chạy về hết về 3-4 giờ rồi bạn nhá. 7 ấy, tăng A đây, tăng A đây. Ở trường có 2 à? Lâu thế, ui giời bạn vẽ cả BG ra đây nữa, bạn đùa tôi à? Giờ này đóng hai BG cạnh nhau anh em ạ, hai thằng giống nhau chán ghê. Tham lai 74 rồi, tham đè lắm rồi, cứ nhẹ nhàng thôi. Đến thế trận như thế này thì rất là ưu để cho một đôi chúng ta rồi, khi 17 đã phế đấy. Nó trong 3 giờ mà bạn vào bạn tóm đấy. À nó đang định ta sẻ, đang định ta sẻ rồi. Thằng Nga đi cụ muốn quá rồi đấy. Đây BA chúng ta 6 đây được chơi anh em, bay hết nhà rồi. 80 dành cho rapper Xuân Thứ ở trong trận đấu này. Đây bắt đầu đi di chuyển mặt nữa anh nhà. Có anh Đoàn Hồng Sơn với 160 của thằng chim sẻ. À, các cú ơi, vẩy đi bạn ơi. Không vẩy được nghe khi mà bạn có dân à, có quân ở đây rồi. Thằng này có thể tàn luôn sang nhà màu 5 này. À tàn sang màu 8 này. Đã bắt màu 7 tàn sang tận nhà màu 8 rồi đây. Đây. 2-0 chọn gì đấy anh em, làm gì cửa thua. Tiểu Lâm hôm nay cũng chỉ là con hàng mềm thôi. Không sợ anh em nhá. Bắt đầu tạt màu 8 thì giáp bơi, màu 8 kéo về thì lại lùi. Và đây màu 7 lao sang cho Xuân Thứ. Ok, bảo lao đông vào. Nào mấy con cung rồi coi này rồi, rồi bắt ai? Bắt ai? Vẩy e cái gì? Vẩy cái gì? Và như vậy là theo thông tin nhận được đến từ chim sẻ đắng là thằng này dình dình đào vàng. Ôm cho nó phát cho nó hiểu vấn đề luôn à. Lên. Rồi tham lai là 85 đấy, đủ chim sẻ. Đuổi thì phải bắn chứ. Rồi lên. Ok. Chạy vòng tròn. Bẩn thật đấy. Tham lai là số 85 đấy, đủ chim sẻ. Kéo quân về đây làm gì không biết nữa. Ôi đi hôm nay yêu đào vàng rồi. Rất nhiều BA đấy, đủ chim sẻ. Đây là máy của đủ Xuân Thứ. Xuân Thứ tham lai 89 và gọi chim sẻ đang đi thôi. Ok bạn ơi, làm hai kích được. Ok. Và Xuân Thứ bị nick dọc đường rồi anh em ơi. Bạn đi quân nick Xuân Thứ luôn mới sợ. Lão lên đây. Quỷ gì? Hộ cá anh Giai ơi. Nhà anh Giai sắp cháy rồi kìa, rồi đến nhà anh Giai kia kia. Anh ơi là anh ơi. À, bạn ơi, bạn gặp mô 7, bạn gặp mô 7 cho bạn đố con đấy bạn ơi, mô 7 kìa. Đấy, nó ăn qua kệ nó à. Rồi, đây rồi. Kết thúc cuộc tình này sẽ chấm dứt, chỉ còn lại mình anh thôi. Với bao nhiêu tháng năm cứ theo dần trôi, quý đẹp ơi. Chưa. Tham lai là 95 đấy, chim sẻ sau đến không thể có một cách nào để thủ lại được cả. Và tỷ số là 2-0 cho bộ đôi chúng ta. Quýt. Rồi anh em, bộ đôi đánh nó phải nét như thế này. Mai thủ tháp thì thằng nào qua được. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 trong kèo 2 cùng được xem ngay sau đây thôi. Xuân Thứ và chim sẻ và đang thi đấu rất là móc bình. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả.
System Fan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp xả cánh lớn được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, chỉ với một chiếc quạt trần xả cánh lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 m2, quạt có lưu lượng lên tới 750.000 m3/giờ, công suất chỉ từ 370 W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. System Fan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam, liên hệ ngay qua số hotline 0888318886. Chúng ta hãy cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi anh em ơi. Vậy là chúng tôi báo về không dân A nữa, vì dân A thì bạn xin dân Láo anh em ạ. Hải Nick Xuân Thứ vừa thôi nghe nó lóng ngóng lắm mà. Bạn tôi đóng quả BG cạnh BG nữa đấy thì hai thằng giống nhau. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây anh em ơi. Chính Bảo Luyến vào đạo đây kìa. Và như vậy là màu 2 đến thủ chim sẻ. Hai đọc bình luận của anh ở trên chưa? Để em chưa, anh học Kim Jun ơi, anh comment lại cho em với, nhiều anh em comment quá. Đây là màu cờ đầu dành cho game thủ chim sẻ với màu 2 của mình. Ít ra đây rồi, quá quê hẳn Mario đến rồi. Hải ơi, có người đốn đến 1 lít kìa. Anh nào đấy ạ? Thôi làm vòng đi dò thôi. Ok anh học Kim Jun ơi, tặng em 1 lít uống nước cho nó ngọt. Đâu nhỉ? Ok anh Giai ơi, em trả lời comment anh Giai rồi đấy ạ. Quả đầu đánh cho game thủ chim sẻ và mỏ quả phụ đã có luôn. Đó, thêm 7 hiệu nữa, bài thiếu tí đồ ở bài đấu này. Hiện tại thì Kami ở bên kia vẫn đang gầm rú rất to trong chương trình leo tháp Spartacus. Cuộc đối đầu của bộ đôi 98 truy mệnh đang trong quá trình leo tháp. Bộ đôi này còn phải vươn đến cặp chim sẻ Xuân Thứ nữa đấy. Này à, hai voi bầy hiêu đến từ game thủ chim sẻ và quả phụ bài móc binh rồi, nhìn giống thế dâng A quá. Nhưng nếu sẻ dâng A thì bên kia Sơn Luyến hay có những bài xong dân Lào, khi mà chúng ta không sát thương nhiều nhà bạn được. Không phải màu 5 anh ơi, đó là màu 2, màu 4 anh ạ, Sơn Luyến chuyển sang màu 4 rồi. Màu 8 anh ấy bảo không hợp vía. Vừa vô là 2 trận rồi. Đây con voi đầu tiên được sẻ đưa về. Anh à, cố tình cho hút cái. Em biểu diễn cái lúc test máy không? Tí nữa sẻ sẽ dạy một cái trích trong đế chế bạn ạ. Không ai biết đấy là đâu luôn. Rồi đưa con voi này về. Bài hai voi hai hươu hai quả dành cho cái thủ chim sẻ. Theo anh em trận này chúng ta có đủ sức để nâng tỷ số lên 3-0 trong kèo này không ạ? Thắng 3-0 rồi thì ngày hôm nay tự tin là sửa luôn là cộng 2 lít. Cơ cấu chia BS đây thôi. Đây sẽ đầu đến từ cái thủ chim sẻ. Nhét là một dân vào trong cũng nhét được hai con anh em ạ. Hai voi về, S đầu thiết kế. Đây là máy của Rapper. Rapper hai con hươu và một mỏ quả. Chấm đen này phải check lại nữa. Đây là mỏ quả phụ dành cho game thủ Xuân Thứ. 5 cây có voi. Ok anh học Kim Jun ơi, lần thứ X donate rồi nhé. Ok anh Dài, hai voi, quả phụ 5 cây, chấm đen không còn gì. Quay trở lại em nói với thủ chim sẻ. Đây là màu quả phụ đấy, thủ chim sẻ này làm trước cái BG. Vâng, và trước khi đến với những uống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. System Fan là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt trần công nghiệp sải cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét với lưu lượng lên tới hơn 700.000 m3/giờ, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu,
bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành thì lại tốt nhất thị trường. Anh em có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0883 18556 hoặc truy cập website systemfan.vn để báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại thì nhà chợ System Fan đang có chương trình tặng mã giảm giá 5% cho anh em mua hàng qua các hình sóng của game thủ Chim Sẻ Nắng. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. BB, hãy chúng ta hãy chứng kiến Chim Sẻ Nắng dâng ngà trong trận đấu này. Thấy một quả đây, đi quan vực này thôi. Làm tơn dâng à. Bắn chiêu chiêu. 25 dân, Tiểu Lâm 25 dân, BABM. Số điện thoại là 0888831856. Anh có thể liên hệ qua đường link mà em đã ghi phần bình luận nữa, anh Nguyễn Thành Đô ơi. Đang cầm chặt gỗ rồi. Rồi, làm thêm chiếc nhà bé nữa ở đây rồi. Sẻ dâng A toàn thua. Nhầm hay sao chứ? Em thấy dâng A khét phết mà. Rồi bắt đầu cơ cấu tăng A dành cho đủ chim sẻ đấy rồi. Cho anh Tuyền mốt nhá. Đây là 3BA đi dâng. Đây là Xuân Thứ. Ô, đây xe giò không thấy ai này. Nhà đôi bàn tất mặt gần nhà sẻ rồi. Hỏng rồi anh em ơi. Đối thủ này ở gần nhà chim sẻ nắng hết thế này. Đây là máy của anh chủ chim sẻ. Nay bàn tay nàng đan với ai. Rồi dâng A. Hai là đồng đội mà bạn. Khổ quá. Thần kinh mất. Xuân Thứ đẩy xe giò vào đây thằng hai đây bạn ơi. Thằng hai ngồi cạnh bạn đây mà. Thêm chơi nhà bé nữa ăn mấy con hiêu. Rồi tờ đầu tiên 5A tới đủ chim sẻ. Đấy, theo ông tin trận đầu Xuân Thứ đánh 4A trận đấu này. Lên thêm một quả trên này nữa, tơn 2. Sắp đều. Ai đây? Lên. 7 dâng A nhá, 7 dâng A vào nhà sẻ. 7 dâng A vào mặt giữa hai nhà luôn. Ok Ngô Cường ơi, thank you anh Dài. Đây, 7 vẽ ruộng nhà, dâng A vẽ ruộng nhà ăn hoa mấy con voi này. Bướng à? Nick luôn. Okay. 37 đó là thắp lại hiện tại dành cho thủ chim sẻ, hai nhà dân Nga đang bắn nhau. Khi mà sẻ bắn mô 7 bắn chim sẻ và sẻ đang vẩy E để bắt dân của đối phương. Vẩy lại, ok, nè đấy. Làm tân dân này, giữ dân ở nhà. Mô 7 cũng một tân dân ở phía chạy về hướng nhà Xuân Thứ. Không. 40 đó thắp lại thủ chim sẻ và nâng cấp trận của 2 nó mít E kìa. Đây ra là hoàn rồi bạn ơi, đứng hình mất 5 giây, ấy ra, ấy cu, cu này, cu này, ui dồi, phải chết nhiều dân lắm các bạn ơi, bạn có hai bạn thủ đấy. Đó, bên nhà chim sẻ, sang nhà sẻ bắt, nó bốn đứng nhà rồi, bốn nó không đi quân đâu. Đó một dân này đi, chưa ăn được, thôi tha cho bạn một dân, có tí gọi là nhân đạo đấy. Ô 7 lộn về nhà bạn nhá. Vâng, thắp lại được số 38. Không, 17 đã ra để quản tơn dân ở BA chia sẻ.
rất to đấy, chim sẻ đang bị đối phương quản. Với tham lai 36, một vài đấu đi dâng ngang như thế này. Và đây là nói của rapper Xuân Thứ. Xuân Thứ tham lai được số 61/72 đang ốp nhà BA đi dâng của đối phương. Cả BA thứ 6 thiết kế đây rồi. Cái thế phát triển này của Xuân Thứ để sóc dần về sơ luyến là hơi căng. Rồi tham dân nó xem nào. 37 dân nữa bình thường. Phát triển bình thường thôi, bạn sóc dân đều mà. 65 đó là tham lai của ý thủ Xuân Thứ. Đây là máy của ý thủ chim sẻ. Chắc nó ăn hoang ở 1 giờ thôi. Chắc nó ăn gì ở giữa nhà. Tham cân nhá. Đấy cũng lờ rồi bạn này. Sẻ ăn hoang thêm một quả nữa đây rồi. Bạn đang truy sát cung lờ với cầm 17. Trong tay game thủ Tiểu Lâm. Đấy. Vừa thấy sát cái voi này nó ăn hoang đây mà. Đấy, không thấy có dân ở đây nữa. Tham lai là 37 dành cho đủ chim sẻ và game thủ Tiểu Lâm đã có một dốc để dựa vào đứng đấu quân với chim sẻ nắng. Vâng, như vậy rồi bạn đã ốp nhà Xuân Thứ. Vâng, đó là người cầm màu 4 đang đi quân để ốp nhà Xuân Thứ. Đấu đi, đều. Vậy bắt ngựa nó luôn, mày tuổi gì? Vậy gian lên bạn, hết gỗ mới đau, cày thế. Và còn Xuân Thứ còn chưa kịp kéo dài cơ. Tham lai là 68 đấy, từ cái buổi Xuân Thứ trận đấu này mà tham lai không hề to. Và giờ này chúng ta bắt được quân của Xuân Luyến rồi, tân nữa nở ra rồi, ra đi. Rồi đẩy lùi tân quân đi công bên phía đối phương. Bên này cái thủ chim sẻ với tham lai là 41 đang truy sát cung lời cầm 17. Các bạn cũng đang tìm dân ăn hoàng cái thủ chim sẻ. 44 quân đi tân quân thì bị Xuân Thứ tóm rồi. Dân nào, tân nữa nở ra vẫn 5 ma đều. Xem tìm cái hình nào vẩy cho trận nào. Bình tĩnh thôi anh trai ơi, bình tĩnh. Vậy á, vật đạo mới đầu. Phá vẻ đến từ cái đồ chim sẻ. Ê bạn ơi, nhìn máy này, ra bắt tên này cái. Ok, đấy đúng rồi, bắt tên này cái rồi. Quá chặt nó luôn này, đây bạn ơi. Ngay 1 giờ này. Vâng, tham lai là 47 đến cái đồ chim sẻ. Chạy rồi, biết nhà Xuân Thứ đây, chạy rồi. Và bố vẫn đang quay trước cửa nhà Xuân Thứ. Bung nhà chính. Đây công nghệ đầu máu rồi. Tham lai 77. Bố vẫn đang vườn trước cửa nhà Xuân Thứ nên là cũng chưa để ra bắt cùng với chim sẻ lớn. Bắt đây phá 7E đến chim sẻ nắng. Để bắt quân bầu 7. Nhà mất một vài dân gỗ bỏ quả cho Xuân Thứ chạy. Bắt hết bầu 7 rồi. Tự bắt được. Quá chặt nó luôn. Ở giữa nhà một tơn nhá. Sắp mẹ đồ. Từ 9 giờ lên. Một tơn bầu 7. Mấy con thôi. Đây rồi. Mày chạy đi đâu? Xích cổ mày luôn. Hộ cái. Này, dân tầm này bỏ đi. Bốn con dân đấy thì thôi. Tham lai là 52 đến đội chim sẻ. Tránh lọt thanh tuyền nha chào anh em. Rồi ra đã bắt được tân quân to ở cầm 7 rồi, có một quả nữa cầm 12 nhưng mà bố lại ra đây để bắt dân chim sẻ á. Hôm nay có bản đồ kìa. Lao ra đây ạ. Lao. Vậy. 3-7E đến từ cái thủ chim sẻ. Rồi, ui giời, đúng cái tên 7E quyết định thì lại hết gỗ. Đèn. Rồi, được 2-3 cung lờ đây, ok rồi. Nào, cùng xem Xuân Thứ tham bao nhiêu. Xuân Thứ tham lại là 93 với những con cung lờ gỗ 2 đầu máu. Và chuẩn bị cung lờ chính đạo vàng, đóng ra bạn ơi, đủ gỗ rồi. Rất nhiều cung lờ, nhiều đạo quá, bây giờ không nhớ được hết rồi. Đó, tham vẫn cân nhưng mà 4 to đấy. Chưa nhìn tham dân mọi bạn, Xuân Thứ bắt đầu đi quân rồi, sẻ đang bắt đầu đấu quân đối phương. Đây, 17 đây. Ôp nhà đội bạn luôn đi, bắn xong 17 sang luôn đây. Đây, 17 này đi tân đau, 14 đang đứng quân bên nhà 17 cơ, thoải mái bạn ơi. Vẫn tân đau đấy. Ông 17 gió lỗi đôi voi cạnh nhà. Mãi lúc lên đời mới ăn. Hay là phải kéo bây giờ. Đúng rồi. Tham lai là 43 đấy, thủ chim sẻ, đang đấu quân với sẻ trong 3 giờ bạn ơi. Ok bạn luôn, sẻ lên đấy. Đây Xuân Thứ đang bảo ốp nhà BA 14 đây rồi. Đã đến nhà BA đội bạn. Đối phương đang giật quân về ở mặt kia. Bầu 7 sẽ lao sang nhà Xuân Thứ nhưng tân cung ở nhà đã nở ra là được. Tránh Nhật Minh nhá, chào anh em. Dí. Đặt đây trồ đối phương, lên. Rất nhiều cung ngờ đi, rapper và đã bắt đầu tràn được BA người cầm 14 bên phía đối bạn. Sẻ đang đụng ở sát mép bản đồ đây rồi. Ok ok, vẫn đang có 3 đây. Bạn yêu quân mà không biết được rồi đúng không bạn? Ấy, kéo quân về à? Kéo quân về với cả chúng tôi à? Không nghe à? Đâu? Mấy con đứng ở kéo con vừa kia có bắn kia.
Đây. Mình thử ôm thì ngất luôn này. Hôm nay khỏe quá bạn ơi, bao. Quýt. Tham lai là 91 dành cho rapper Xuân Thứ và Sở Luyến lại bị một cái thế tập thể. Và Xuân Thứ đã bỏ tay ra khỏi bàn phím, vỗ tay không cửa anh em ạ. Và tỷ số ra 3-0 cho bộ đội chúng ta rồi. Sẻ đã đốt pháo bên trong đây rồi. Đây cái thử chim sẻ đây. Đốt pháo bên trong vậy. Búa. Vẫn chưa quýt đâu bạn ơi. Phải vỗ tay. Bắn luôn thứ 7 đi. Xây nó nhở. Vâng, chạy vòng tròn quýt rồi. Tỷ số là 3-0 bộ đội chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Hay quá bạn ơi. Một trận nữa nào. Tỷ số là 3-0 cho bộ đội chim nhạn Nam Bộ Xuân Thứ trong kèo đấu này rồi. Được chưa anh em? Chúng ta cũng chờ đợi trận đấu tiếp theo sau đây rồi. 3-0. Nẹt đấy. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả. Systemfan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp xả cánh lớn, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Chỉ với một chiếc quạt trần xả cánh lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 m2. Quạt có lưu lượng lên tới 750.000 m khối trên giờ, công suất chỉ từ 370 W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. Systemfan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam, liên hệ ngay qua số hotline 0888318886. Kết thúc anh em ơi. Dạ thôi anh Học Kim Jun ơi, đến giờ rồi. Quá đủ một cuộc tình anh Giai ạ. Em nghĩ với tỷ số 4-0 là một tỷ số đẹp đúng không anh Giai? Anh Giai lại còn treo cái tỷ số gì mà cái tỷ số gọi là 3 đều nữa. Chịu. 98 đánh không phải thứ nhé, nhầm bạn ơi. 98 đang leo tháp với Truy Mạnh bên kia kìa. Sau kèo đấu này thì mình sẽ chuyển anh em sang xem 98 với Truy Mạnh leo tháp nhá. Nhưng mà kèo bên đấy thấy bảo cũng nhanh lắm rồi. Đây để xem tỷ số bao nhiêu cái. Mạnh bây giờ leo tháp này. Úi dồi ôi. Cày ghê. Hai một thì chắc là 3-1 rồi. Bên kia là đối đầu với Nhãn Tử vô địch hầu anh em ạ. Ừ. Chính là bộ đôi này. Rồi ra trận đấu với trận đấu này. Như vậy đây là màu 1 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Sao lại màu 1 nhờ? Cái màu chiến thắng thì không lấy, tự nhiên lấy màu 1. Hơi sái sẩm rồi đấy. Lấy lý do nó mới màu 5 nên đổi màu. Tránh cô Bách Nguyễn nhá. Quả đầu 6 cây, 7 cây đến game thủ chim sẻ. Khuôn này. Nhét dần đi. Vòng lý do. Như vậy là không nhét nữa. Hả? Kèo này thua ngược một củ á? À, thôi anh ơi, em xin anh. Giờ lại còn thua ngược kèo này nữa thì em thần kinh mất. Săn bó này ơi, đây, xong kèo đã. Đùa mấy điều này về. Em hát bài đi em à? Hát bài gì đấy nhở? Nãy hôm nào bảo bố không đốn đến 10 triệu. Đây Xuân Thứ, như vậy là Xuân Thứ quyết định tặng đội bạn 1 chấm lên đời sớm cho đội bạn choáng với bài hai voi đã về. Bây giờ cái anh bảo 4-0 đốn đến 10 triệu đấy, giờ tìm vào mắt. Khoai anh ạ. Bảo 4-0 đốn đến 1 triệu thì anh em còn nhau đốn đến 10 triệu thôi. Chắc chắn mất hết anh em. Còn anh em nữa, sau không thấy đâu nữa. Sau khi ngại không dám comment. Bây giờ mà anh ấy banh trước em 10 triệu em mới tin này. Em xin luôn. Ôi, ai làm thế? Mình là con người uy tín. Đúng không bạn? Bạn ơi. Anh em thông cảm, hỏi bạn thôi, bạn tôi đang nín thở lùi thôi các bạn. Như kiểu lặn đấy. Rồi, mắc bình nhá. Đây bà Hiêu được đưa về đây Xuân Thứ. À qua Thứ đây, Thứ lặn này. Nín thở lùi Hiêu, đúng sở trường. Hai bầy Hiêu, hai con voi dành cho game thủ Xuân Thứ trong trận đấu này. Bài mắc bình quả đầu thiết kế. Xuân Thứ đang mong muốn một bài đấu dâng à. Rồi đây là máy của game thủ chim sẻ với bầy Hiêu được đưa về. Ok.
Bấy nhiêu năm con. Mắc rồi nhưng mà sẻ chưa mắc anh ạ. Đồng đội chúng ta mắc. Đối... À chứ nói là đồng đội ra mắc thì còn ta có mắc hay không thì phải xét đã. Đội solo chúng ta này có chết tân hay không. Nhầm. Không ai vui đây cả. À Xiao Lin à. Chết rồi, không có chỗ đóng G rồi. Ở đây đóng lên trên. Đây bây giờ phải ăn chanh bầu 7 bạn ơi. Đây bạn ơi. Nó đây này. Ngay cạnh luôn nhá. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. System Fan là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt trần công nghiệp sải cây lớn từ 2,4 đến 7,3m, lưu lượng lên tới 750.000 m³/giờ, động cơ đồng bộ, nam châm vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong không gian rộng lớn từ 100 đến 400m², tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn sẽ thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành thì lại tốt nhất thị trường. Anh em thể liên hệ ngay qua số điện thoại hotline 0883 18556 hoặc truy cập website systemfan.vn để báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại đang có chương trình tặng mã giảm giá 5% cho anh em mua hàng qua kênh sóng của Chim Sẻ Nắng. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là hai bầy hươu và ăn chanh một mỏ quả với người cầm bầu 7 game thủ Tiểu Lâm dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng, và Xuân Thứ sẽ hỗ trợ sẻ vì hôm nay một bài đấu đi dâng à. Đương nhiên rồi, chỉ chuẩn ở hươu này. Ok, còn một hươu sắt với cánh rừng kia nữa. Em chào Linh Nguyễn nha, chào anh em. Theo anh em, ta có thể kết thúc đôi bàn này không? Trận đấu này với một tỷ số là 4-0 được không ạ? Anh em có đồng ý với điều này không ạ? Ta sẽ nhiễm rộng nhé. Ê! Nghe! Một mình một vạch dành cho rapper. Em là mẹ đơn thân muốn tìm cảm giác lạ. Thì em đẻ thêm đứa nữa đi. Đã đơn thân rồi lại còn tìm cảm giác lạ. Trái Nguyễn Minh Quyết nhá. Trái Nguyễn phóng ạ. Rồi bơm sẻ tí gỗ. Đấy, nhồi từng tí một. Đang chảy gỗ rồi đúng không? Đúng. Tránh đặt cuốc nhá. Đấy, bài tiếp theo đến từ rapper Xuân Thứ. Rừng rất là sâu đây rồi. Về uống bia Hải ơi à? Ok anh, khổ đốt trận. Đây, xong đây rồi. Bình tĩnh. Anh em vội đấy. Anh em uống yếu sợ tí về em uống anh em cũng chịu được à? Cháy Long Anh nhá. Rồi, 4A đến từ rapper với bài dâng ngà của mình. Phải lên tới siêu sớm để bắn Tiểu Lâm luôn. Bắn gãy anh này luôn. Anh Tiểu Lâm này chắc được 2-3 tơn cung. Mình đang sớm mà. Lấy đâu ra lực mà có quân. Nhà chính ở đây. Thắng gửi Hải tôi muốn ăn đêm là ok anh Trịnh Trung Hùng ơi. Thắng luôn gửi luôn. Kết thúc luôn. Đã có bánh xe. Vào tìm mấy móng ruộng rồi bạn mà đập đi bạn. Sợ thằng này cũng dâng A ấy. Ờ, nó dâng A luôn, không ruộng nhà đâu. Không gì nhà đâu. Chiến thuật vườn không được xấu. Ơ bắn luôn. Có bánh xe đi sớm phết nhở. Đây rồi, đây dân đội bạn 7E. Hay quá bạn ơi. Bạn quá nét rồi. Quay lại này. Gỗ, đẹp thế. Năm nay là 28 đấy, nguyên thủ Xuân Thứ bắt đầu bắn vào người cầm bầu 7 bên phía đối bạn đây rồi. Sẽ giữ bản đồ ăn hoang tơn thứ 2. Một tơn đi quản mặt trên, một tơn đi quản mặt dưới. Thằng này dâng A chắc nhá. Tham lai là 32 đến từ nguyên thủ Xuân Thứ trận đấu này rồi. Chắc là bầu 7 dâng lại Xuân Thứ rồi. Bây giờ thấy Xuân Thứ đánh ít dân lên sớm như thế này. Làm chiếc PS nữa. Tham lai là 34 dành cho rapper, chưa bắn được nhiều bầu 7. Đây dân đội bạn chạy hết rồi nhá. Quay về sợ là không kịp. Nhà bị bắn rồi, chạy thôi.
Đây ra đây. Đuổi tân dân mùa 7, mùa 7 chạy hết đi rồi. Tránh khung trương nhá. Mùa 5 ra đây, chơi cả mùa 5 luôn, làm sao? Chạy. Bắt đầu chạy dần đến được rapper, mùa 7 chạy hết về phía 12 giờ. Và tham lai được số là 35, sẽ có lẽ là đứng quân bên mặt nhà xuân thứ bắt quân mùa 7. Đây, dần mùa 7 đây, chạy 12 giờ một quả nào rồi. Đây cũng là người cầm 5 bên phía đối bạn. Điều nào 1-0 với số thứ 1 đều luôn. Và tham lai là 37 dành cho bài đấu này. Đang cố gắng giữ quân và giữ tham dành cho rapper số thứ. Nhưng mà nâng trưởng có 2 rồi sao. Đấy ăn hoang. Tụ quân đi khoảng 7 thôi. Để xẻ solo với sơ luyến một tí nữa. Thứ đông quân hơn là đẹp. Đây chim sẻ nó phải bắt ai đó. Với tham lai 53 mới bắt dân mùa 7 luôn. Và ốp nhà Bea đi dâng về phía đối phương. Ok, cảm ơn anh Trịnh Trung Hùng nha. Thank you anh Giai rất nhiều. Thêm chiếc MG nữa dành cho game thủ chim sẻ nắng để có thể vẽ ruộng. Và đang tìm quân mùa 7. Đây nhà Bea đi dâng về phía đối phương. Thứ đang giữ tham. Thỉnh thoảng rảnh rảnh soi tham phát xem dân rủng như thế nào nhá. Và như vậy chỉ có 39 dân thôi. Vâng, top line là 62 thì cái chủ chim sẻ đây rồi. Về về 9 giờ hồi các bạn ơi. Đấy, voi quả đây. Bốt A17 thì cái chủ chim sẻ đây, hôm nay của cái chủ Xuân Thứ. Xuân Thứ bên này top line 37. Đang dình dình bắt màu 5. Màu 7 đang dồn Xuân Thứ ở giữa map. Cả màu 5 thế luôn. Chấm nghe xuống dưới này. Bên nhà sẻ màu hồi các bạn ạ. Về đây, về đây, về đây. Vâng, tham lai được số là 36 dành cho game thủ Xuân Thứ. Màu 5 đã đưa quân sang nhà màu 7 nhá. Đây ăn máy game thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai 73. Vẫn đang đứng quân quanh nhà mình đây rồi. Đường tiếp theo. Đốt luôn với BA này rồi. Bởi tham to hơn Xuân Thứ nhưng mà sẻ to hơn à đâu? Tham mình bị đè à? Chết dở. Bảy chứ tham kéo nhỉ? Tiểu Lâm chứ tham kéo quá. Yeah, đến kìa. Và mò năm người vũ sơ luyến bắt đầu vào nhà của chim sẻ nắng đây rồi. Kìa gặp bảy ở bên ngoài nữa kìa. Đây, ui bảy đông thế. Và tham lai là 1 lít dành cho đủ chim sẻ. Về nhà tiếp theo. Mùa 7 chắc chạy về nhà 1 năm hồi cũng nhiều nhưng mà phải tấn quân ở bên trong để đỡ đấy cho chim sẻ. Đây mùa 5 rồi lên nhà chim sẻ là một tấn rất to. Thứ có vào được nhà mùa 5 không? Đem cả ruộng để chạy quân đây rồi. Mùa 7 cũng làm vào nhà đủ chim sẻ và chạy cả ruộng nữa. Một tấn ốp quân bên phía đối bạn và nhà chim sẻ nhắn. Lùi nhà một tấn. Bắt nốt 4 cung lờ này cho mùa 7 cho nó triệt để. Và sau đó tóm hết màu 500. Tham lai được số là 88 dành cho những cụ chim sẻ nhà người trong trận đấu này. Tiếp tục được pha về. Và Thứ đang lủng với người cầm màu 5 nhưng cũng chú ý BA. Sẻ đang bị tơn ốp phải nói là rất đau. Tránh Hoàng Quốc Việt nhá. Tham lai là 80 dành cho những cụ chim sẻ thôi. Nhưng một tơn đau á. Tuyên báo về từ Xuân Thứ là chỉ cần thủ được đến từ chim sẻ nắng là thắng. Đây là màu này Xuân Thứ đang bắn được rất nhiều dân từ cầm màu 5 ruộng nương kiểu lanh tanh bành hết luôn. Tham lai ở số đó chính là 41 thì Xuân Thứ cơ. Đang bắn ở trong nhà cầm màu 5. Màu 5 đang cố gắng đào vàng. Và đang cố gắng giữ dân. Màu 5 đang còn rất nhiều quân bên trong. Bóc dân đó các bạn ơi. Màu 5 đang bóc ruộng đây rồi anh em ơi. Đây ruộng màu 5 đây. Ruộng gỗ bị bắn hết rồi. Đây là máy của thủ chim sẻ. Sẻ đang có tham lai là 81. Và vẫn đang cố gắng thủ trên cầm màu 5 khi bị ốp à. Tham lai là 80 dành cho thủ chim sẻ. Và đây sẽ là tên bắt quân bên phía đối phương. Màu 5 nó đông quân tuần này đấy. Đồng chí nhở, bác dân ra một đi. Đấy dân ra đảo một tí, được. Tham lai 82 thì cũng chim sẻ là đấu quân của màu 5. Là sẽ bắt được tân quân to này của bạn sau tuần này cũng ốp người luôn. Màu 5 sẽ không thể nào đỡ được nữa. Chắc chắn là không thể đỡ được nếu người cầm màu 5 sơ luyến.
timeline là 74 đến từ cái đủ chim sẻ rồi. Thứ đang ra được 4 đều, sẻ đang cơ cấu lại ruộng. Đây ăn máy của cái thủ Xuân Thứ với timeline là 40. Từ giữ tham rất tốt đấy, Xuân Thứ, nhưng mà bạn còn rất nhiều ruộng ở đây. Ờ, 1 năm nó vẫn khỏe đấy em ơi, chưa yếu đâu. Thứ ăn cũng khá khá dần rồi bạn, nhưng như thế mình nghĩ là chưa đủ, nhưng mà ruộng của bạn còn đông như thế này. Và gỗ thì bạn sẽ quay lại làm ăn rồi. Rồi, bán dần rồi bạn. Sẻ thì đang hết gỗ, chưa bắt được đội bạn. Timeline là 38, 37. Đây ăn máy của game thủ tham mình đè lại mạnh đấy. Tham đè lại mạnh lắm, bắt được quân đè lại tham mạnh lắm. Thứ sẽ về tìm lại 17 xem đội bạn hồi ở đâu. Tham lại là 83 đến từ cái thủ chim sẻ rồi, tham mình đè lại rất mạnh rồi. Thứ sẽ hồi ở đây. Đây là 7 à. Màu nam vẫn có một tân quân ở phía 9 giờ trên mặt chim sẻ nắng. Tham lại 85 thì cái thủ chim sẻ ruộng thương đang ok đây rồi. Thứ sẽ hồi mặt kia thôi. Đây là cung đường gặp 1 năm, còn 5 con bắt nốt. Sắp đều quân. Rồi, quên rồi, với tỷ số đơn định là 4-0 dành cho bộ đôi của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em đánh ghê đấy nhá. Và 4-0 dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và Sơn Thứ khi đối đầu với Sơ Luyến và Tiểu Lâm. Kèo đó chúng ta sẽ khép lại tại đây và mình sẽ chuyển anh em ngay lập tức để theo dõi màn leo tháp của bộ đôi 98 và game thủ 98 và game thủ chuyên mệnh anh em nhá. Cái phần chuyển đâu nhở em nhở? Xé ơi, cái phần chuyển đâu nhở xé ơi? Xé ơi, cái phần chuyển đâu nhở? Anh cửa mà kết thúc nó sẽ chuyển. Không, không có. Anh em có thể chuyển sang fanpage, đó chính là Leo Tháp Spycut, để theo dõi màn leo tháp của của Xuân Thứ, à xin lỗi, của tìm leo tháp đi. Rồi, chuyển chưa? Chưa. Đấy được rồi. Xuống dưới thế nào? Bấm vào đấy thế nào? Không bấm được. Ấn nha. Không, không có. Rồi là nó tự ấy sang, cái tự ấy sang. Đây, chuyện đây.